Hello, xin chào các tỷ phú tương lai. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cái kèo mới, đó là khai thác cái app Disma. Cái web này là do Ti đã bỏ tiền ra để mua cái tên miền, đó là www.disma.com, đúng không ạ? Và cái tổng cung của nó chỉ có 20 tỷ đó. Và ngoài cái khai thác hàng ngày ra thì chúng ta sẽ nhận iRob thường xuyên, như giống như là Tichan, đúng không ạ? Đấy, thì cái gì miễn phí thì chúng ta cứ làm. Và cái thằng Tichan này thì đến 31 tháng 5 nó sẽ cho chúng ta cay xê toàn bộ luôn. Và cũng xin chia buồn với những cái bạn đã mất công chết tài khoản đấy ạ. Là những tài khoản nào mà không KYC thì các bạn sẽ không thể nhận được hoa hồng. Có những bạn mà tự tạo rep hàng trăm tài khoản thì các bạn xác định là cũng vứt đi thôi, không giải quyết được cái gì. Các bạn KYC được tài khoản nào thì các bạn mới được hưởng hoa hồng của cái rep tài khoản đấy. Trước đây mà các bạn được tăng cái tốc độ khai thác rồi mà rep không KYC được thì các bạn cũng không thể nhận được đâu ạ. Các bạn lưu ý một điều đấy nha. Vì vậy cho nên là mình vẫn nói chúng ta luôn luôn là nên trung thực, đúng không ạ? Chúng ta không nên chết làm gì cả, bởi vì nó chỉ mất công của chúng ta thôi chứ chả giải quyết được cái gì. Đó, cho nên là chúng ta cứ thành thật mà làm, đúng không? Và khi các bạn kích vào cái đường link ở dưới phần mô tả video thì nó sẽ đưa các bạn sang cái chỗ phần đăng ký. Ở đây thì chúng ta sẽ dịch nó sang tiếng Việt để cho nó dễ. Các bạn gõ vào ba chấm ở phía trên đầu và các bạn gõ vào dịch này, đúng không ạ? Thì ở dưới này nó sẽ có tiếng Việt và tiếng Trung. Cái này là app của tiếng Trung nha. Đó, thì chúng ta sẽ dùng tiếng Việt, đúng không ạ? Các bạn gõ vào chỗ đăng ký ngay này. Và trên này thì chúng ta sẽ điền mail của chúng ta vào này. Đó. Ở dưới này là chúng ta sẽ điền hai dòng mật khẩu. Các bạn nhớ là điền để cho nó khớp nhau. Nếu mà không khớp nhau thì nó sẽ không đăng ký được đâu ạ. Sau đó là các bạn kích vào cái ô vuông ở chỗ xác minh robot này. Đó. Thì ở đây nó sẽ là tiếng tàu ạ. Thì một là ở phía trên góc này nó sẽ có hiển thị cái hình để cho chúng ta gõ theo. Hai là mình có thể là gợi ý cho các bạn, đó là các bạn cứ nhìn thấy cái hình nào mà có nhiều cái liên quan đến nhau ấy. Ví dụ như cái này là cái cầu, đúng không ạ? Thì ở đây nó có những ba hình cái cầu, đúng không? Nếu các bạn gõ vào đó, hoặc là nếu mà không thì các bạn có thể chụp ảnh màn hình và các bạn mang sang bên phần Google dịch để các bạn xem là ở cái chỗ này người ta muốn nói chúng ta là gõ vào đâu thì chúng ta gõ vào đó nha. Sau khi các bạn tìm được những cái hình liên quan đến yêu cầu của họ thì các bạn gõ vào cái ô màu xanh ở dưới ạ. Đó. Sau đó là các bạn gõ vào cái hình tròn có cái mũi tên này nha. Đó, như thế là đã đăng ký thành công. Các bạn có thể gõ vào chữ lưu để nó lưu mật khẩu lại cho chúng ta. Ở đây các bạn gõ vào cái hình tròn màu xanh ở bên dưới này để các bạn đăng nhập. Gõ vào tôi biết này. Và các bạn gõ vào cái hình vuông ở bên dưới này. Đó, nó có chữ khai thác tiền xu ấy ạ. Các bạn gõ vào đó. Sau đó là các bạn gõ vào chữ khởi động ạ. Cái web này thì nó mới ra được từ ngày 22 tháng 5. Mới chỉ được có 3 ngày thôi. Ngày hôm nay ngày thứ 3, đúng không ạ? Đó, và cái tốc độ khai thác của nó cũng còn đang khá là cao. Tức là mỗi 24 giờ thì chúng ta sẽ khai thác được 10,8 cái đồng BT, đúng không ạ? Và ngoài ra thì chúng ta có thể đi chia sẻ. Các bạn gõ vào chỗ mời bạn bè này này, ở phía bên trên này này, các bạn gõ vào đó này. Đó, và các bạn sao chép cái này đi, các bạn mời bạn bè, chia sẻ cho bạn bè để chúng ta tăng cái tốc độ khai thác nha. Tiền tố, tiền xu này. Đây này, sau này họ sẽ cho chúng ta nhận iDrop thì chúng ta gõ vào chữ iDrop ở đây là để chúng ta nhận, còn hiện tại là chưa có ạ. Đó, và ngoài ra nữa thì chúng ta gõ vào cái chữ của tôi. Đó. Ở đây thì nó có nhiều lắm, nó mới ra chứ nó chưa hoàn thiện ạ. Ví dụ như bài viết của tôi này thì cũng mới sắp có, đúng không ạ? Đó, việc của tôi này, thích của tôi, like. Đó, thì là nó sắp tới là nó sẽ ra mắt những cái đó. Đó, và ở đây thì chưa có app, mới chỉ có web thôi. Vì vậy cho nên là chúng ta có thể khai thác ở trên web. Và chúng ta gõ vào đây, các bạn gõ vào cái ba chấm ở đây ạ. Và các bạn gõ vào thêm vào màn hình chính, đúng không ạ?
Các bạn gõ vào chữ thêm. Đó, tự động thêm. Và như thế là chúng ta đã có một cái để chúng ta sử dụng giống như app ấy ạ. Sau 24 giờ thì chúng ta lại vào đây, chúng ta kích một lần. Khi nó chạy nhảy lên cái quả cầu nó chạy như thế này là ok rồi nhá. Và những ai khai thác ti thì 24 giờ thì chúng ta vào, chúng ta nhấn vào khai thác một lần, không nên bỏ lỡ, bởi vì là cái đồng ti này sau này nó cho KYC là chúng ta có thể giao dịch được, đúng không ạ? Ngoài ra thì thi thoảng các bạn gõ vào cái ký hiệu màu xanh này này, cái chỗ chúng ta chat ấy, và chúng ta vào đấy để chúng ta nhận ti ạ. Các bạn gõ vào cái ô màu ô bên trên này này, tất cả này này đó, và các bạn gõ vào cái phong bì này, các bạn sẽ nhìn thấy cái phong bì ở trên này, đúng không ạ? Các bạn gõ vào đây, các bạn gõ tiếp vào cái ô giữa đó là chúng ta sẽ nhận được. Cứ thi thoảng thì nó lại có, vì vậy cho nên thi thoảng các bạn lại vào các bạn gõ, hoặc là các bạn có thể theo dõi ở trong cái nhóm của mình ạ. Các bạn join vào cái group này của mình thì khi mà có ti thì là mọi người sẽ báo ở trên này, thì các bạn chỉ việc vào các bạn nhận thôi, rất là nhàn, đúng không ạ? Nhiều bạn thì các bạn ấy khai thác cái kèo xổ số KGT ấy, thì các bạn ấy dùng máy tính, thì một bên là các bạn để mở cái chat của ti và một bên là các bạn chơi xổ số. Đó, thì là cứ khi nào mà ở bên ti mà xuất hiện cái phong bì thì các bạn sẽ báo vào trong group này và chúng ta chỉ việc sang nhận. Đó, rất là nhàn, đúng không ạ? Đó thì là các bạn là đăng ký theo hướng dẫn của mình nha. Và ở đây thì mình cũng có một cái group T-Chan Việt Nam, thì các bạn join vào, tí nữa mình sẽ để ở dưới phần mô tả video để cho các bạn join vào để các bạn nắm thêm thông tin. Cái kèo KGT này ấy, ai mà không làm thì thật sự là rất là phí phạm luôn đấy ạ. Bởi vì cái đồng KGT này nó là token của sàn Google. Đến tháng 6 thì họ sẽ nâng cấp lên thành sàn phi tập trung. Nó giống như kiểu là PancakeSwap hay Uniswap ấy. Đó, thì cái đồng cách thì ngày xưa thì mình không biết là nó có cho airdrop không, nhưng mà khi mình mua cái đồng cách là mình mua vào 0.2 đô, và đến sau này khi đỉnh của nó là lên tận những 40 đô đó. Đó, vì vậy cho nên là những cái kèo mà coi sàn thì chúng ta là tuyệt đối không nên bỏ qua, bởi vì làm sao, nó là cơ hội thay đổi cái cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như là cái đồng cách ấy, ví dụ như là lúc mình mua có 0.2 mà nó lên 40 đô, tức là nó x200 lần, đúng không ạ? Đó, mà đấy là mình phải bỏ tiền ra mình mua. Còn ở đây thì sao ạ? Ở đây là chúng ta làm cái kèo xổ số này là chúng ta không mất một đồng tiền mua nào luôn. Nếu như mà các bạn cứ tham gia thì bình thường nếu mà không trúng những cái giải nhất, nhì, ba ấy, thì là chúng ta vẫn được giải khuyến khích. Mỗi một lần tham gia chúng ta được giải khuyến khích là chúng ta sẽ được 10 triệu cái đồng KGT. Nếu mà được giải nhất thì chúng ta sẽ được 1 tỷ KGT. Giải nhì chúng ta sẽ được 500 triệu KGT. Và giải ba thì chúng ta sẽ được 100 triệu KGT. Vì vậy cho nên là chúng ta tích vào đó. Ví dụ như nếu như chúng ta trúng được giải nhất mà chúng ta bán luôn thì là 1 tỷ KGT chúng ta cũng được 2 đô rồi, đúng không ạ? Ngoài ra thì các bạn đi chia sẻ, giới thiệu cho mọi người cùng tham gia xổ số thì các bạn sẽ được hưởng 50% cái lượng mà rep của mình chơi xổ số mà người ta trúng ấy ạ. Còn 25% là cái tầng 2, tức là rep của mình mà đi chia sẻ, họ tuyển dụng, họ chia sẻ được, và cái người ở bên dưới người ta chơi xổ số thì các bạn sẽ được hưởng 25%. Đó, các bạn hiểu không ạ? Vì vậy cho nên là chúng ta chịu khó chơi xổ số, cái này thì chỉ có 30 phút chúng ta vào kích một lần thôi. Còn nếu như cái xổ số BitDog thì là 5 phút kích một lần. Vì vậy cho nên là chúng ta chịu khó vào kích cũng như là chúng ta đi chia sẻ để cho chúng ta kiếm được cái cộng đồng KGT này. Đây cũng là một cái kèo rất tiềm năng và mình đặt rất nhiều tâm huyết vào cái dự án này. Và mình cũng kiếm được tiền tỷ từ cái dự án này. Vì vậy cho nên là mình cũng mong là những người cùng khai thác với mình cũng sẽ có cơ hội để thay đổi cuộc sống. Và bây giờ thì mình sẽ quay cái video trúng thưởng. Chúng ta sẽ tìm ra chủ nhân may mắn của cái video đó. Vâng, chúc mừng bạn Đồng Nát Crypto. Trời ơi, cái tên nghe ngộ ghê. Ai lại đi đặt tên là Đồng Nát bao giờ? Vâng, và bạn ấy là người đã comment cái lệnh xổ số, và mình cũng vui đùa tiếu táo với bạn là bị
bót nhập đúng không ạ? Vâng, chúc mừng bạn đã là người may mắn trúng thưởng ở cái video hôm trước, và hãy liên hệ với tỷ qua Zalo để nhận thưởng nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video chia sẻ tiếp theo. Nhớ đăng ký và like kênh cho mình cũng như là nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những kèo hot của mình nha. Bye bye.